Năm nay 78. 78 tuổi. Vâng, mua gì cho mấy đứa cháu nè, bữa nay nó nghỉ học. Vâng, cô Thúy quyết định không tiếp tục bán cua nữa kể từ ngày hôm nay. Và cái số điện thoại đặt cua dì Ba đang được cập nhật mới lại. Rồi con mình cái kết thúc đi, cái bắt đầu mình kêu số đi, nhiều quá rồi. À, quay vậy là ok rồi. Qua có cua lại rồi. Bây giờ là đọc số là cứ vô lụm cua thôi. Vâng, thì Ba vẫn còn cái phần nữa, vẫn còn tiếp ạ. Chú năm nay bao nhiêu tuổi đấy chú? Năm nay 78. 78 tuổi. Vâng. Dạ. Yeah. Chú biết cua gì bao lâu chưa chú? Mới biết nè, mới ghé mua. À. Mới mua lần đầu đó. Dạ. Yeah. Hôm nay để chú mua mấy ký chú? 3 ký, 3 ký cua thịt. Bịch 2 ký, bịch 1 ký. Hôm nay là chú đi với ai ạ? Đi với chú Đa Ôm nè, chú đợi nãy giờ. À, đi. Ngoài này. Vâng, đi với chú Honda Ôm này, chú Honda Ôm đợi chú từ nãy giờ. Dạ, đợi. Chú, dạ, chú đến đây từ lúc mấy giờ chú? Lúc đó 11 giờ hơn á. Dạ, 11 giờ hơn đến giờ. Vâng, chú này đã đợi 1 tiếng đồng hồ rồi. Năm nay chú cũng 78 tuổi rồi. Nhưng mà chú vẫn đến đây để ủng hộ người em của mình. Mua gì cho mấy đứa cháu nè, bữa nay dạ. nó nghỉ học. Dạ. Rất là nhiều cái nghĩa cử đẹp tại cái mâm cua dì Ba. Chú này thì hơn dì Ba 8 tuổi. Nhưng mà dạ. Số 31. Dạ bác lấy cái gì bác? Lấy 3 ký cua thịt, bịch 2 ký, bịch 1 ký. Cô đi bà Ba không thấy ra. Vâng, mọi người sẽ giúp chú mua cua trước. Chú đứng không nổi nữa rồi, 78 tuổi rồi. Nên đứng mà một cả tiếng đồng hồ như thế này thì cũng rất là khó chịu. Tại vì xương khớp của người già bây giờ thì nó yếu và nó giòn, không phải như người trẻ như chúng ta. Vâng, đây là một hình ảnh rất là đẹp tại mâm cua dì Ba. Vâng, chú 78 tuổi, nhà quận 1 thì đang
cùng chú xe ôm đi về nhà sau hơn một tiếng đợi mua cua của dì Ba. Đây là những cái tấm lòng rất là tuyệt vời của người dân Sài Gòn dành cho nhau. Chú cũng rất là yếu rồi. Vâng, một số vị khách thì vâng, nhiều người thì lo lắng là không mua được cua nên khá vội vàng, mặc dù cái số là của cái chú này là số 26, tuy nhiên thì chú rất là nóng ruột và mong mua được cua sớm. Vâng, lần sau thì nếu mà mọi người đến mua cua của dì Ba thì khi mà chúng ta bốc số thứ tự rồi thì mọi người cứ yên tâm đi. Khi nào đến số của mình thì mọi người hãy lên để mua cua. Chứ còn nếu mà cứ lo lắng mà không mua được cua mà cứ chen lấn như này thì vất vả cho cả người bán mà cũng mất vất vả cho những cái người xung quanh. Hôm nay thì dì Ba bán khoảng 70 ký cua. Nhiều em nhỏ cũng đi cùng bố mẹ đến để ủng hộ cua dì Ba. Không những cụ già lớn tuổi mà có cả những em nhỏ nữa. Vâng, điểm bán cua của dì Ba thì tiếp tục đổi chỗ bán để nhường cho một người khác. Vâng, tiếp tục lại hành trình chuyển chỗ bán cua. Nhưng mà qua tuần thì bắt đầu bán giảm lại để cho nó khỏe, cho mọi người vui vẻ hết. Cái sắp tới mình phải giảm nhiều chị Ba ha. Chị Ba có thấy chợ đang mở dầu mà. Cô Thúy ra rồi hả? Rồi, đang nhắc hoài. Ba nhắc cô Thúy hoài luôn, dữ liệu luôn. Vâng, dì Ba vẫn còn nhầm tên của dì Thúy khi mà gọi mọi người. Chắc là cũng quen với cái việc là dì Thúy bán cùng mình suốt một thời gian dài. Bạn Diễm vừa mới nhắm. Để lấy con thêm con nhỏ nào cơ.